ngựa ơi, cái voi về biển. Ủa mình đang ở đâu vậy anh Đăng? Mình đang ở cho mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Đăng. Và trong tập ngày hôm nay thì anh em chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi đến một homestay tại Hồ Tràm. Và điều gì đã khiến sáng sớm mà chúng tôi phải chạy 2 tiếng để chạy xuống đó, thì mời mọi người chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Wow, từ khi bước vào thôi thì Đăng đã thấy cái khu này được đầu tư và thiết kế rất là bài bản luôn nha mọi người, với rất là nhiều cây xanh và phần cảnh quan đã được set up sẵn. Và ở bên dưới cái lối đi vào thì cũng được khảm thêm đá rất cầu kỳ và cẩn thận. Và tôi là Hải Đăng, người có đủ khả năng để dẫn mọi người đi trải nghiệm một căn villa tại Hồ Tràm có tên là Aqua Perin. Khu nhà vườn này chỉ cách quốc lộ 55 200m với diện tích là 1.397 m², ngang 30, dài 46, góc hai mặt tiền đường 10m và đường hông là đường 6m. Và khu này có 4 khu vực không gian chính là khu hồ bơi, khu nhà vườn, khu trồng rau, khu vui chơi cát biển và phần còn lại là không gian của sân vườn. Và ở bên phải đằng đây, ở hướng cửa chính thì chúng ta sẽ có hồ bơi rộng 30m với rất là nhiều những cái cây dừa kiển nha. Ở bên trên còn có lầu vọng cát nữa. Và ở khu vực hồ bơi này á nha, mà nghe đang nghe anh quản gia chia sẻ là anh chăm nó còn kỹ hơn anh chăm vợ anh nữa. Và ở khu vực đài vọng cát này á thì ở bên dưới đó chính là phòng cho các anh chị quản gia và khu vực bếp nha mọi người. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có một cái phần để lên trên đó chơi. Đây mọi người theo Đăng. Và ở trên đài vọng cát này thì chúng ta sẽ có cái nhìn bao quát để nhìn tổng thể khu vực cái căn biệt thự vườn này với một cái không gian nhà ở bên dưới, chút nữa chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Và đây là hồ bơi. Và ở trên đây thì nếu mà mọi người mà có dịp đi vào khoảng 5 giờ giống như Đăng thì mọi người sẽ thấy được khung cảnh của hoàng hôn, một cái không gian rất là đẹp. Và chỗ này chắc chắn sẽ là một cái chỗ rất là thú vị cho các anh khu Tiger. Nơi đây anh thấy là với cái phần cảnh quan á, là chủ nhân ngôi nhà này đã trồng rất là nhiều cây lớn có, nhỏ có, và được trồng có mục đích nha mọi người. Nên do đó là mọi không gian khi mà đang di chuyển á đều cảm thấy rất là thú vị. Nên chỗ này mà thật sự ra mà nghỉ dưỡng thôi đã thích rồi. Và với khoảng sân lớn như thế này mà nếu mà cái người chủ nhân tiếp theo á có muốn sở hữu đó và có muốn làm party nè, hay là mời đối tác đến chơi, thì Đăng nghĩ là chỗ này để được 20 bàn thoải mái, hoặc là để khoảng 10 chiếc xe hơi luôn cũng được. Và di chuyển ra tới khu vực phía sau thì chúng ta sẽ đi ngang qua cái phần suối bọc xung quanh nhà. Và ở bên đây là những cái mảng tường được ốp bằng đá tự nhiên nhìn rất là sạch sẽ. Không gian phía sau này đó chính là nơi để cho các bạn nhỏ nhà mình vui chơi. Như trước đây chúng ta có xích đu và một cái khoảng sân cát. Cát này là cát biển luôn nha mọi người, nên là rất là trắng và sạch sẽ. Ở chỗ này thì có những cái phần nhà gỗ để cho chúng ta có thể cho mấy đứa trẻ nhà mình nó chơi cái chỗ này, đi bơi xong chơi chỗ này cũng tiện. Và tiếp đến đó chính là cái không gian của nơi các anh chị có thể trồng cây, chẳng hạn như ở đây có rất là nhiều những cái nhánh hoa hồng ở đây. Và bên này đó chính là nơi để mình trồng rau sạch nha mọi người. Ví dụ như nhà ai mà ở Sài Gòn á muốn
sở hữu cho mình một cái căn second home như thế này để có thể cuối tuần mình về đây nghỉ dưỡng, hoặc là ở những cái ngày trong tuần hoặc là ngày nào mình không xuống mình có thể cho thuê. Thì với cái mức mà đang cho thuê hiện tại căn này nó đang dao động khoảng tầm từ 2,5 triệu cho đến 4 triệu tùy ngày nha mọi người. Và ở đây thì sẽ là cái khu vực trồng rau nè. Ở đây đang thấy là có rất là nhiều, trồng rất là nhiều những cái loại rau ngay đây. Ở bên đây có chim nữa là mọi người. Đang nghĩ là với những cái khoảng vườn mà trồng rau sạch như thế, ôi có rau nhút luôn rồi mọi người, rất là ngon nha. À thì cuối tuần á thì mình vẫn có thể về đây để có thể lấy rau về Sài Gòn mình ăn. Tại vì với trong tương lai á, khi mà cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mà làm xong á, thì mình di chuyển xuống đây khoảng tầm 1-1.5 tiếng rất là nhanh. Và hiện tại sáng đang đi lên cao tốc và đang đi đường quốc lộ 51 xuống á, thì đang đi mất khoảng tầm 2-2.5 tiếng. Cái đó là đang chạy hơi nhanh nha mọi người. Tại vì bây giờ nó mới vừa có một cái con đường mở ra nên là đi rất là thoáng và rất là thoải mái. Tại vì nó cũng ít xe. Và ở đây đang thấy ở trong kia cũng có trồng chim mà, là nói nuôi chim á dưỡng trí, nuôi cá dưỡng tâm, còn nuôi cây á là dưỡng thần. Đây có cây có thần luôn nè. Đó, mọi người thấy là ngay chỗ cái khu vực mà bên trong cái lõi nhà của mình á là đang thấy là ở đây có những cái cây lộc vừng. Không, cây lộc vừng ở đây, cây lộc vừng này là nghe anh chủ nhà chia sẻ là hơn 100 tuổi rồi nha mọi người. Nên giờ đó là cái gốc nó rất là lớn. Còn nuôi thêm con nó nuôi đăng đi dưỡng tiền á mọi người. Nói chung là mọi người làm gì làm mua ủng hộ đang căn nhà chứ dạo này đang cũng hơi đuối. Và đó, nhưng mọi người thấy không, tất cả những cái cây bên trong cái không gian này á đều rất tươi tốt nha mọi người. Nên do đó là khi mà đang vào đây không phải là khen hay nịnh gì đâu, tại vì chủ nhân của cái ngôi nhà này á là hai vợ chồng, anh chồng đã giỏi rồi nha, còn chị vợ là cực kỳ khéo và giỏi luôn á nha mọi người. Nên là hai anh chị á là hai những cái người trẻ và làm nên cái căn nhà này. Và đang cảm thấy cái nơi đây có cái luồng sinh khí rất là tốt. Và như cái cách mà họ thiết kế nè, cho mọi người nhìn kỹ nha. Từ cái độ dốc của cái con suối xung quanh, bao xung quanh nhà đúng không, mình dốc xuống đây nó sẽ có một cái độ lài nhất định để dẫn cái dòng nước lưu thông qua cái khu vực này. Hôm nay là không biết đang bị trúng cái ngày nào á, tự nhiên xuống đây cái nó cúp điện toàn khu vực luôn nha mọi người. Nếu như mà đăng tới vào cái ngày hôm trước á, chắc chắn là mọi người sẽ thấy được là cái dòng thác này nè, khi mà được máy bơm điều chỉnh á, nước sẽ chảy theo những cái phím đá này chạy róc xuống dưới đến cái khu vực của những bé cá coi như đây. Không, là mọi người sẽ thấy là mấy chú cá coi bơi rất là đẹp. Và đi men theo lại cái phần suối này để dẫn qua khu vực cầu thì chúng ta sẽ tiếp đến cái không gian nhà. Nếu mà đang có tiền á, thì đang cũng sẽ sở hữu cho mình một cái căn biệt thự vườn như vậy, vừa mát mẻ gần gũi thiên nhiên, để dành cho con cái mình, cho gia đình mình. Tại vì cái tuổi đang nói cho mọi người cũng sẽ hiểu được là cái tuổi của từ đăng năm nay đăng 30 rồi trở lên á, thì sẽ có những cái tuổi thơ nó dữ dội hơn rồi, mình được tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn. Nhưng đối với những cái đứa trẻ bây giờ á thì công nghệ rất là nhiều rồi, nên do đó là thường là sẽ gắn liền với những cái khối bê tông, những cái đồ điện tử, nó dần đánh mất đi những cái trải nghiệm về thiên nhiên, cây cối, chim cảnh, hay là mình trồng một cái gì đó, hay là mình nuôi một cái con gì đó kiểu giống vậy. Nên đang nghĩ là ví dụ như ai có điều kiện á, mà muốn dành cho mình một cái món quà đó cuối tuần về chơi thì mọi người vẫn có thể xem thử về cái căn nhà này. Và như mọi người thấy thì ở bên ngoài, trước khi chúng ta tiếp xúc vào với khu vực không gian nhà chính thì chúng ta sẽ có một cái khoảng vườn rất là lớn ở đây. Ở chỗ này mình còn những cái ghế nữa nè mọi người. Và nếu như mà ngồi ở đây nha mọi người, mà có cảm giác chúng đang thì mọi người sẽ thấy được là cái không gian nó yên tĩnh, có cái tiếng dế kêu, tiếng chim hót nè. Và kể cả luôn, hiện tại bây giờ là đang là một cái rất cái lúc mà hoàng hôn, nên là nhìn mặt trời rất là đẹp luôn. Không gian thì mát mẻ, buổi chiều nay mình mà set up nướng BBQ ngoài kia cũng rất hợp lý. Hoặc là mình có thể ngồi để uống cà phê rồi mấy đứa nhỏ chơi ngay chỗ này cũng vui với mọi người. Và nơi đây thì được set up cảnh quan thì cũng dành một lời khen nữa là ở đây thì cây lớn cây nhỏ rồi với nhiều màu sắc nè. Và cái phần cảnh quan ở đây rất là đẹp, nhìn nó cực kỳ chỉnh chu và dễ thương. Và ở khu vực bên trong này đó chính là một cái căn nhà tiền chế nha mọi người, với phần
bề mặt kính xung quanh với những cái khung thép, và bên trên sẽ là mái ngói để giúp chúng ta có thể thoát nước tốt hơn và có thể cách nhiệt luôn. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có hai gian nhà, và hai gian này là hai phòng ngủ khác nhau, ở bên sau lưng camera một cái, bên này một cái. Và ngay chính giữa thì chúng ta sẽ bước vào, đó chính là một phần tiểu cảnh với thác nước. Do là cúp điện nên là cái thác này nó đang bị ngưng nha mọi người. Và ở đây có rất là nhiều những cây dương sỉ tiếp nối với cái khoảng giếng trời bên trên để giúp lưu thông không khí. Và đứng ở đây gió thổi rất là mát nè. Và ở bên dưới đây thì chúng ta sẽ có cá, cái này mà thác nó chảy á nha. Mình nằm trong phòng mình nghe cái tiếng cốc đất cốc cốc á, thì mình giống như mình đang đi camping ở trong những suối vậy đó mọi người. Và ở khu vực phòng ngủ thì đây là một cái điều đang rất là thích, đó chính là những cái bức tường kính ngay đây giúp chúng ta có thể quan sát được 180 độ xung quanh cái khu vực sân vườn với rất là nhiều vườn cảnh quan xanh ở phía ngoài kia. Ở trong đây được set up hai phòng ngủ full nội thất đầy đủ hết rồi, và cũng rất là rộng rãi nha mọi người. Và ở nơi đây thì chúng ta sẽ có một phần tường kính để kết nối ra cái khu vực tiểu cảnh thác nước mà nãy giờ đang vừa chia sẻ với mọi người. Chúng ta vẫn có tủ quần áo và toilet được đặt riêng bên trong phòng. Bên trong toilet này thì được thiết kế rất là hiện đại với một cái phần tường kính được nhìn thẳng ra phía bên kia. Cái tường kính này nó sẽ hấp dẫn hơn nếu mà hai vợ chồng đi hưởng tầng chân mật lại. Và vừa rồi chúng ta đã cùng trải nghiệm xong một căn nhà vườn nằm tại Hồ Tràm, Bà Rịa Vũng Tàu. Khi mà đang trải nghiệm ở đây, đang cảm thấy là nó rất là thoải mái nha mọi người. Nó đem lại một cái cảm giác nó yên bình, nó nhẹ nhàng, mà mình cũng được gần gũi với lại thiên nhiên, và không khí nó cũng cực kỳ trong lành. Và đang nghĩ là hiện tại thì ngôi nhà này đang chào bán cho thị trường với mức giá là 18 tỷ 500 triệu đồng. Mình có sổ hồng cầm tay đầy đủ, pháp lý sạch sẽ. Căn nhà này là một cái thửa vuông vứt hết nha mọi người, nên do đó là đang nghĩ là về pháp lý thì nó cũng an toàn 100%, nên là mọi người cứ yên tâm. Và nếu như mọi người muốn trải nghiệm căn nhà này thực tế, hoặc là muốn thuê căn nhà này, thì hãy liên hệ với số hotline để ở bên góc phải màn hình để đăng hỗ trợ mọi người nha. Còn nếu như mọi người yêu thích ngôi nhà này thì đừng quên subscribe kênh và dành cho Đăng một like, và hãy nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video tiếp theo của chúng tôi. Còn các anh chị nào mà có nhà đẹp, nhà vườn gì đó cần bán, hoặc là cần muốn cho nhiều người biết hơn, thì mọi người vẫn có thể liên hệ Đăng qua số hotline để bên góc phải màn hình để chúng ta cùng hợp tác nha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.